Tiếp tục bài tập 1.9 trong cuốn bài tập mạch điện 1 của Phạm Thị Cư. Xác định điện áp của một và công suất tiêu tán trên điện tử 8 ohm ở mạch điện hình sau. Thì cái mạch này là có cái này là phụ thuộc dòng này. Chúng ta chọn chiều mạch như hình vẽ và lần lượt dùng các định luật trước như sau. Chọn chiều này, chúng ta áp dụng định luật Kirchhoff 1 tại áp dụng định luật Kirchhoff 2 tại cái vòng 1, chúng ta có là cái I1 nó đi qua cái điện trở là 6 này, 4 này, 8 này. Lưu ý đây là một vòng nên đấy các điện trở này nó mắc nối tiếp với nhau. 6 4 8 I1 đi đi đây. Bằng tất cả cái nguồn này đấy là đây bằng cái vòng 1 này gặp đây dấu trừ chuyển về qua 20, cái này tiếp tục, cái này là trừ 3U1 chuyển về qua là 3U1, cái này là cộng 5V chuyển về qua là trừ 5V, cho là 18 ý sẽ bằng 15 cộng cho bằng bằng 15 cộng cho 3U1. Ta đã biết là U1 là bằng trừ 4 ý U1 bằng trừ từ bổng y này, tại sao U1 nó phải là -4, tại vì đây cái chọn cái đây là bổng này, mà cái dòng điện đi qua nó là y, nên đây là U1 là bằng -4. Đây, suy ra 18 y nó bằng 15 cộng cho 3 -4 y. Lưu ý là cái dòng I1 mình chọn như vậy, nhưng mà cái nguồn cung này nó lại là ngược chiều nên đây là -4. Sau đây là bằng 15 trừ cho 12 y, đây 30 y bằng 15, suy ra y bằng 0,5. Tiếp tục là suy ra U1 bằng -4 y bằng -4 nhân 0,5 bằng -2. Công suất trên điện rồi 8 ohm là 0,5 bên nhân 8 bằng 2W. Có một chú ý là do mắc nội tiết nếu có hoãn đổi vị trí như sau đây này, hoãn đổi vị trí thì chúng ta cho ba cái điện trở này đây, nó nối tiếp với nhau như vậy thôi.